sau khi xóa WP thì chị kéo xuống phía dưới một chút xíu thì nó có cái những cái dòng là admin account này, nó có username và password thì chị đặt là admin và cái password là cái mà chị đặt riêng ha. Cái đây ý nghĩa của cái username password đây là gì? Đó là cái username và password của cái phần mà quản trị cái bộ sụp này chị. Đó. Nghĩa là quản trị nội dung đó, quản trị nội dung trên cái website anh chị. Đây là username và password để quản trị nội dung trên website. Nghĩa là anh chị muốn viết thêm một cái bài mới, đăng một cái sản phẩm mới, đăng một cái ảnh mới lên website của mình thì anh chị phải có username password mới login vào trong cái giao diện điều khiển website. Giao diện design website thì anh chị mới viết được. Thì anh chị đánh cái password vào đây ha. Thì anh chị đánh password nào chị phải nhớ nha. Đây là không phải là cái password của hosting mà là cái password nghĩa là giao quyền cho, giống như là người nào có quyền đăng bài viết lên website ấy. Đó đây là cái admin đó anh chị. Rồi ok. Xuống dưới đây thì anh chị chọn là ngôn ngữ là Việt Nam. Lúc trước thì những cái phiên bản trước của WordPress thì nó chưa cập nhật ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng mà bây giờ thì nó đã cập nhật rồi. Dĩ nhiên là nó không có hết 100%, nhưng mà trên 90% là nó đã cập nhật giao diện bằng tiếng Việt. Còn lại anh chị không cần điền thêm cái gì, anh chị lưu ý ha. Mình chỉ xóa chữ WP chỗ này này. Đó. Thứ hai là anh chị phải đánh username và password cho cái người quản trị website này, quản trị nội dung trên website. Rồi thứ ba là anh chị chọn ngôn ngữ là tiếng Việt, rồi xong. Còn lại là anh chị đỡ mặc định, không cần phải thao tác gì thêm, không cần phải chọn một cái đây. Anh chị nhấn chữ install, chị nhấn chữ install là xong. Rồi. Và bây giờ là hệ thống nó đang cài đặt anh chị. Kết quả là gì? Đây, kết quả là sau khi hệ thống tien nghĩa là nó truy vấn, nó qua bên cái máy chủ của WordPress, nó đưa cái bộ sụp của WordPress, cái bộ sụp mặc định ha, cái bộ sụp mặc định của WordPress về đó, về đây. Và kết quả cuối cùng là chúng ta có một cái website tại cái đường dẫn như thế này. Anh chị click vào anh chị xem. Đó, đây là cái website mặc định đó, cài đặt cho mình. Còn đây là cái đường dẫn chúng ta dùng để quản trị website anh chị. Thì cái đường dẫn đó mang tên này, do chúng ta đang trong cái giao diện giống như login lúc nãy cho nên nó đã đăng nhập luôn, chứ thật sự ngày hôm sau mà các anh chị vào thì anh chị nhớ ha, đây là cái đường dẫn quản trị website. Đây, ví dụ mình mở trong cái trình duyệt khác. Đó, giả sử như hôm sau anh chị mở lên đó thì nó bắt đánh username password. Thì cái username password là cái mà lúc nãy khi mà mình intron bộ sụp, anh chị nhớ không, nó có admin và cái password mà anh chị vừa đánh vào lúc nãy. Đó. Ok. Đây là giao diện quản trị nội dung trên cái website của mình ha. Chị xem ra cái website của mình. Đó, cái website của mình. Thì do nó chưa có gì hết anh chị. Sau khi chúng ta ấp sụp vào hot thành công thì kết quả chúng ta được, thứ nhất là một là địa chỉ của website của mình, thứ hai là đường dẫn quản trị trang web này. Anh chị nhớ ha, đây là đường dẫn quản trị của website của mình. Rồi, bây giờ anh chị hãy đăng nhập vào phần quản trị website. Anh chị đánh vào là admin và password là cái mà anh chị vừa lúc nãy cài đặt, chúng ta đã set cái password đó anh chị nhớ không? Anh chị nhìn sơ qua cái giao diện quản trị website của mình ha.
Thứ nhất là trên cùng nó có bản tin, là nơi cập nhật những thông tin thôi. Nói chung mình cũng ít quan tâm tới cái này. Phía dưới thì nó có trang chủ, bài viết, phương tiện, trang, hồi giao diện v.v. Đỡ bắt đầu quá trình thiết kế website, anh chị hãy chọn cho mình một cái theme nha anh chị. Anh chị vào một giao diện, chúng ta hãy chọn cái giao diện là 2016 rồi nhấn vào giữ kích hoạt. Vì sao tôi cầu các anh chị chọn là giao diện 2016 mà không phải là cái giao diện mặc định? Tại vì đối với những người mà mới bắt đầu tiếp cận WordPress, cái giao diện 2016 giúp cho các anh chị giống như có một cái nhìn tổng quan, nó là một cái khuôn mẫu của WordPress, giúp cho chúng ta dễ dàng thực hành một cách bài bản đó, và hiểu được cái cấu trúc logic của WordPress là gì. Nên anh chị hãy nhấn vào chữ kích hoạt, vậy là xong. Bước thứ hai là chúng ta hãy kiểm tra những cái thông số mặc định. Thông số mặc định của WordPress thì anh chị vào cái mục cài đặt, rồi qua cái mục là đọc. Ok, hiện tại thì cái giao diện này nó đã chọn là hiển thị trên trang trước là bài viết mới nhất là ok. Đây là cái chủ nghĩa là ý nghĩa là gì? Khi mình viết một bài nào đó thì nó sẽ đưa lên đầu trang. Còn một số cái giao diện khác thì nó chọn là trang tỉnh, thì cái này nó chỉ phù hợp với những anh chị đã tiếp cận WordPress, có thời gian trải nghiệm với WordPress rồi, đã học qua những WordPress cơ bản thì mình mới chọn hình thức là trang tỉnh ha anh chị. Cái mặc định WordPress là nó chọn là bài viết mới nhất, cho nên nếu mà anh chị vào trong này mà thấy nó đang tích vào cái ô là một trang tỉnh thì anh chị nên chọn lại ha, chọn lại bài viết mới nhất rồi ok. Bao nhiêu vậy thôi, còn những tham số khác anh chị đỡ mặc định ha, không đồng đầy, tại vì mình anh chị mới tiếp cận cho nên chị chưa hiểu những cái chuyện này, mình không cần phải thao tác trên những cái này ha. Thao tác trên những cái thông số này, anh chị cứ đỡ mặc định, WordPress nó đã mặc định là tối ưu rồi. Anh chị nhấn nút lưu thay đổi, vậy là xong. Đây là cấu trúc layout cơ bản của một website WordPress anh chị. Trên cùng là tiêu đề web, thì để mà tinh chỉnh cái tiêu đề web này anh chị vào cái mục là giao diện tùy chỉnh nhận dạng size. Phần phía dưới nữa thì nó có banner là cái hình ảnh lớn trên cùng ở trên website anh chị, thì anh chị vào để mà tinh chỉnh được cái banner này thì anh chị vào giao diện tùy chỉnh ảnh phần đầu trang. Phía dưới banner thì nó có những cái menu đó, menu là giống như là giới thiệu sản phẩm dịch vụ rồi liên hệ vân vân, thì đỡ mà mình đưa menu lên trên này thì anh chị đưa những cái menu như thế lên trên này thì anh chị vào một giao diện menu và trang. Còn cái khung này chị, cái khung anh chị nhìn thấy khung lớn nhất thì đây là nội dung chính trên website, thì đỡ mà tinh chỉnh hoặc là thêm nội dung vào cái thành phần này thì anh chị vào mục là bài viết hoặc là trang đều được ha. Chứ tuy nhiên bài viết thì mặc định nó sẽ hiện thị ra bên ngoài, một trang thì nó không hiển thị anh chị. Đỡ mà nó hiển thị một trang thì anh chị phải vào tinh chỉnh một chút, thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị sau. Size 3 thì cái khung bên tay phải anh chị nó gọi là size 3 ha. Tùy vào giao diện, một số giao diện thì nó có hai size 3, nghĩa là size 3 bên trái và size 3 bên phải, thì tôi vẽ đại diện một size 3 thôi. Đây là thanh bên phải. Và phía dưới cùng thì có footer. Đó, footer là trong trang anh chị. Thì đỡ mà tinh chỉnh những cái thành phần trong size 3 và footer thì anh chị vào một giao diện và chọn là bookcase. Vậy thì anh chị hãy nhìn qua cái website của mình ha. Bây giờ này, ở website mình nó có cái banner. Thứ hai nữa là cái mục này anh chị, nó chia làm hai mục, là mục đây là mục gọi là mục size 3 và cái phần đây là phần nội dung. Thì nó có một cái bài mặc định để cho mình thấy, chứ nếu mà nó không có thì giống như là trắng bóc hết ha anh chị. Ok. Thì size 3 thì nó cũng thêm một số cái mục đỡ sẵn cho mình thấy thôi. Thì bây giờ mình muốn thay đổi những thành phần này như thế nào? Giả sử mình muốn design cái phần chỗ tiêu đề web thì anh chị vào đâu?
rồi mình muốn design cái chỗ tiêu đề bếp thì anh chị vào cứ vào giao diện tùy chỉnh, rồi chọn là nhận dạng size, thì chỗ đây anh chị điều chỉnh được tiêu đề bếp. Thì anh chị cứ nhìn trên cái giao diện quản trị website của mình á, giao diện admin á, anh chị nhìn trên cái giao diện admin này đây, thì anh chị cứ theo cái bài mà chúng ta thuộc chỗ này ha, cái bài chúng ta thuộc cứ vào tiêu đề bếp, sau đó anh chị muốn sửa tiêu đề bếp thì anh chị vào giao diện, anh chị chọn tùy chỉnh và nhận dạng size. Còn anh chị muốn thay đổi banner thì sao, thì anh chị cũng vào giao diện tùy chỉnh nhưng mà ảnh phần đầu trang. Còn anh chị muốn thêm thắt ở phần menu thì sao, anh chị vào giao diện menu chọn trang và thêm vào menu thôi. Còn cái phần nội dung thì anh chị muốn đăng bài lên cái mục nội dung này thì anh chị vào một bài viết hoặc trang đều được ha. Nhưng mà bài viết với trang thì nó có sự khác biệt gì? Bài viết thì mặc định nó đưa vào nội dung luôn anh chị, đưa vào cái khung nội dung. Còn trang á thì anh chị phải biết cái đường dẫn của nó bằng cách là anh chị đưa cái trang này vào menu, khi mình click vào menu thì nó mới hiện ra cái mục nội dung nha. Nó chỉ có cái sự khác biệt đó thôi, nghĩa là bài viết thì mặc định nó đưa vào nội dung luôn, còn cái trang á anh chị phải gọi nó ra bằng cách là đưa vào menu hoặc là mình biết cái địa chỉ của trang đánh vào thì nó mới vào cái mục nội dung. Còn cái mục sidebar và mục footer thì anh chị cứ vào giao diện, anh chị cứ vào cái phần giao diện và anh chị chọn nút yes, vậy là xong. Cái đây là cái cấu trúc cơ bản của một giao diện WordPress. Thì anh chị học thuộc lòng cái này, anh chị học thuộc lòng cái này thì anh chị dường như là 90% anh chị nắm được, cũng như là nắm vững được cách vận hành của một cái hệ thống thiết kế WordPress rồi. Bây giờ chúng ta xem lại cái website mặc định của mình ha, cái website của mình, cái website đầu tiên của mình, và bắt đầu mình tinh chỉnh những thành phần. Anh chị thấy không, chỗ này là cái tiêu đề web này, dưới đây là phòng cái dòng tagline và slogan của web đó. Đây là cái khu nội dung bài viết đó, khu nội dung nó nằm ở chỗ đây. Còn đây là cái phần sidebar này anh chị thấy không, nó sidebar nó có những cái mục mặc định thôi, thì mình những cái trường này mình tinh chỉnh lại hết. Đây là cấu trúc website WordPress giao diện 2016. Còn phần dưới thì có phần footer ha. Footer thì đối với cái giao diện này thì cái footer nó nằm không nằm ở trên trang chủ mà nó thường thường nó nằm ở trên trang con. Footer thì Thân, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.